ngụ ngôn về 10 trinh nữ trong thánh điển đó nha. Khi ấy vương quốc thiên đàng sẽ giống như 10 trinh nữ cầm đàn đi đón chàng rể. Trong các cô ấy có 5 cô dại và 5 cô khôn. 5 cô dại cầm đèn nhưng không đem dầu với mình, nhưng 5 cô khôn mang bình dầu theo với đèn của mình. Vì chàng rể đến trễ nên các cô buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm có tiếng kêu lớn: kìa, chàng rể đến kìa, hãy mau mau ra đón. Bấy giờ tất cả trinh nữ đều thức dậy và khêu tim đèn của mình lên. Các cô dạy nói với các cô khôn, các cô dạy nói với các cô khôn: xin các chị cho chúng tôi ít dầu vì đèn chúng tôi sắp tắt. Nhưng các cô khôn đáp: không được, e không đủ cho đèn của chúng tôi và đèn của các chị. Chi bằng các chị hãy đến những người bán dầu mà mua là hơn. Đang khi các cô ấy đi mua dầu, chàng rể đến, và những ai đã sẵn sàng đều cùng chàng rể vào giữ tiệc cưới, rồi đóng các cửa lại. Lát sau các trinh nữ kia cũng đến và gọi: chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng chủ đáp: thú thật với các cô, tôi không biết các cô. Nghĩa là nói là: các bạn ơi, hãy mở cửa cho chúng tôi. Mấy người kia nói là: tôi không biết các cô. Rồi đầu cái đoạn cuối là Chúa nói là: vậy hãy thức tỉnh, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Nghĩa là 5 cô dại và 5 cô khôn. Chúa cũng dí dỏm cái này, rất là dí dỏm, đưa những câu chuyện rất là đời và dí dỏm. Thì 5 cái người dại đem bình mà không đem dầu, 5 cái người khôn thì đem bình và đem dầu. Cho nên tới giữa khuya rồi, lúc mà mấy chàng rể đến mới giật mình: ồ, tôi không có đem dầu. Thì bắt đầu xin mấy người kia nói là: tôi e là không có đủ dầu. Thì bắt đầu đi rồi trở lại là người ta nói là: tôi không biết các cô. Vậy hãy thức tỉnh, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Thì Tammie mới đưa cái này ra cho các bạn trong ban phụng sự của Tammie, gần thân thiết với Tammie. Thì các bạn ấy chia sẻ theo nhiều cái khác nhau, cũng có những cái trí tuệ. Nhưng mà cái mà Tammie muốn nói ở đây là sẽ chia sẻ theo cái hiện tại thôi nha. Mọi thứ đều có thể, nhưng mà Tammie chia sẻ với cái năng lượng hiện tại bây giờ. Chúng sinh không tròn ba la mật, trí tuệ nó thiếu biết cái bình, nhưng mà không có đèn thì nó không có cháy được. Thiếu ba la mật. Có giác mà không có yêu thương cũng thiếu. Yêu thương mà không có trí tuệ giải thoát cũng thiếu. Hiểu thiện mà không thiểu ác cũng thiếu. Thấu suốt cả thiện và ác và thoát khỏi cả thiện và ác, cái trí tuệ nó mới tròn trịa. Nó là một sự kim cang, sự giải thoát của Niết Bàn. Và rồi khi ra ngoài rồi, ở trong là người ta có quyền mở cửa hay không, mở cổng thiên đàng hay không cho những người đó. Mà những người hậu đậu như vậy thì sao? Lúc người ta đang đóng cửa rồi thì họ mới lật đật đi về. Họ không biết ngày, không biết giờ. Những con người cứ mong vào thiên đàng, cứ mong giải thoát, nhưng mà khi sống hời hợt, không có yêu thương, không hành trí tuệ, không hành giải thoát. Mà yêu thương và giải thoát là những cái ba la mật, 10 cái ba la mật không có hành. Mà thiên đàng người ta đã, cái hội thượng Phật Bồ Tát hiện tại đang hiện diện luôn, hiện diện trong vũ trụ này. Mà những người đó không biết ngày, không biết giờ, họ sống theo kiểu mà hên xui, không có trí tuệ. Thì cũng giống như có đèn mà không có dầu vậy. Cái trí tuệ không chọn, mà những người đó họ sẽ tự làm mất cơ hội vào cổng thiên đàng của chính họ. Đó, do đó là lý do tại sao mà đầu câu chuyện là khi ấy vương quốc thiên đàng sẽ giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể, và các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ, cho nên phải chuẩn bị sẵn, chuẩn bị cái trí tuệ, cái yêu thương giải thoát, để bất cứ lúc nào mà cổng thiên đàng mở cửa thì mình đã sẵn sàng. Không phải kiểu tu mà chờ sung rụng, không phải đâu. phải huân tập cái cây đèn của giải thoát và cái ngọn đèn của trí tuệ yêu thương đó. Thì không cần biết nó ngày giờ cổng thiên đàng mở giờ nào, Chúa đến giờ nào đó, đã sẵn sàng rồi đó, là cũng giống như 5 cái người khôn đó, đấy, chứ không phải kiểu dạy rồi quyết được mở cửa hay không, nó không phải vô quyền quyết định của họ. Người mở cổng mới là quan trọng. Thank you universe. Mà cổng thiên đàng, mở cổng của 3D nó, mà các bạn ấy, những cái rắn ở trong tâm của ma vương nó hiện đó, thấy chưa? Con người nó đủ loại suy nghĩ kiểu của chủng tử của rắn, mà nghĩ cái đó là bạn đang nhân cái rắn đó lên, nó chẳng tốt cho bạn chứ không phải nó không tốt cho người khác. Những cái chúng sinh đó thì mình thấy tới đâu mình dọn ánh sáng nó tan biến tới đó, nhưng mà bạn chấp nó còn là nó sẽ còn với bạn. Có những chúng sinh nó lại gần mình sao mà cái thì những chúng sinh đó thì mình thấy từ trong nhận thức của nó là rắn. Thiệt là khi mà không có chúng sinh đó, đó là mình nói chuyện là mọi thứ nó có chánh kiến, những người ta thanh lọc tâm. Còn những cái chúng sinh mà nó thật sự mình thấy mà sao mà nói chuyện nó rắn khởi ra không, thì thiệt là nó, các bạn nói cái gì nó cũng có những cái chủng tử của tà trọng, lạ lắm. Mà trong cái này là Chúa đã nói là hãy thức tỉnh, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ, cho nên lo mà chuẩn bị. Mà Babylon là trong thánh điển là đã nói là mọi người đều mong cái sự xuất hiện của Chúa, mà Chúa xuất hiện chỉ sau khi Babylon nó sụp màu hồi tối thôi, mình thấy nó sụp rồi đó. Trong thiền định nó giúp các bạn kia thì những cái Babylon của những chúng sinh đó nó sụp, nó có sự liên kết với những chúng sinh ở ngoài kia. Babylon của sinh lão bệnh tử, của phiền não sụp hằng hà sa số. Và rồi ma vương nó sẽ không có cái chỗ trú ngụ nữa, nó không có dùng năng lượng của những chúng sinh vô minh được nữa. Ánh sáng của trí tuệ sẽ thắp sáng, những chúng sinh không có cái đèn, không có ánh sáng nó đổ vào được đâu. We love you. Thank you universe.